Cái mặt anh Hiển nhìn cũng đẹp phết nhỉ, bác mình ấy. Mặt anh Hiển như này. Mặt anh Hiển mặt mặt trắng sứ này, nhưng mà cái viền này nó lại là màu ngọc ngọc ấy. Màu xanh ngọc. Chứ nó không phải màu đen. Màu nâu giống nhà của hàng kia, nhìn cũng đẹp, cà phê ấy. Vâng. Mặt như nhau nhưng mà cái màu nó không màu như này, nhưng mà nó khác nhau gì, nó khác cái màu luôn. Đâu rồi, con là ngoài trại cò, con là con dâu nhà bố Hải.